Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua thông báo nước này đã triệu đại sứ Đan Mạch tại Ankara tới để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ các hành động tiêu cực gần đây nhằm vào Kinh Koran và quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc gặp trên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Đan Mạch thực hiện các bước cần thiết đối với những đối tượng có hành động quá khích, cũng như có biện pháp ngăn chặn những hành động này tái diễn. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh hành động này là một bằng chứng rõ ràng cho thấy tư tưởng bài ngoại, bài Hồi giáo, phân biệt đối xử đã gia tăng trong thời gian gần đây ở châu Âu. Tuần trước, một nhóm cực hữu ở Đan Mạch đã đốt một cuốn kinh Koran cùng một lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ ở trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Copenhagen. Hành động trên cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Trước đó, hồi tháng 1, một nhân vật cực hữu Thụy Điển đã đốt bản sao kinh Koran trong cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Stockholm, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, ảnh hưởng lớn tới nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển.